Còn với Mekong Gaming thì họ lại đang mang đến một cái sự tự tin. Và chúng ta đang nhìn thấy một line-up ra sân đến từ cả hai team. Bên phía team Mekong Gaming, họ có sự xuất hiện của Haber, có cả Omen, còn lại là Brick, Ray cũng như là Qjoy. Còn bên phía bên kia thì 2K sử dụng đến tận 2 Sentinel, đảm bảo một lượt thi đấu first half bên phía phòng thủ bắn ổn định nhất có thể, cùng với Qjoy cũng như là Chamber. Và chúng ta sẽ cùng xem là các thành viên bên phía của Mekong họ sẽ tấn công vào khu vực bóng xe A như thế nào đây. Brownie Van này hôm nay thậm chí là đeo kính bắn Valorant luôn ạ. Tánh rất nhanh, đó là hiểu. Rất khó để có thể di chuyển vào khu vực tree này. Nếu như chúng ta muốn đẩy thật nhanh thì phải nên có những quả flash, thậm chí là không có bất cứ một quả bóng khói để che chắn lượng cái tầm nhìn ở khu vực Amen. Sẽ phải sủi ra thôi. Đường đi nào cho các thành viên bên phía của Mekong Gaming đây khi mà khu vực bóng sai C, chúng tôi đang thấy có sự xuất hiện của 16 Chops. Lộ mất rồi. Trong khi đó thì với TWOKAY họ lại có thêm cho mình một điểm kill nữa. Lần này KeKe là cái tên được lựa chọn. Một đội hình đang rất rời rạc từ các thành viên phía của Mekong. 2C, một vẫn đang holding ở khu vực bóng sai A. Quan trọng là Solaz sẽ gọi những người đồng đội của mình về rotate như thế nào. Họ hoàn toàn có thể chơi một bài retake hơn người rồi. Ku tạo ra một vài những sự đột phá trong khu vực bóng sai A. Có vẻ bản thân Ku cũng đang gặp khá là nhiều những khó khăn, đặc biệt là điểm máu của anh chàng này chỉ còn là 21 thôi. Bắt buộc City Chop cũng như là Sơn KeKe ở khu trong sai phải đổi được ít nhất là 2 để giúp cho Ku có được thoải mái hơn. Nhưng mà City Chop lại nằm xuống mất rồi và chỉ còn lại một mình Sơn KeKe mà thôi. Không còn kỹ năng để anh chàng Harbor này sử dụng nữa, thậm chí là yếu máu sau trái nét đến từ vị trí Versace. Ku cố gắng post plan với một quả lựu đạn liên hoàn nhưng có vẻ như vẫn sẽ là không đủ. Tình huống 1v4 là hơi khó dành cho Ku và 1-0 dành cho các thành viên bên phía team 2K. Đúng như Linux nói, một round lục hơi loạn đối với Mekong Gaming. Họ thực sự đã chiếm được khu vực Amen với một cái thác đổ đến từ vị trí của Harbor trong tài Sơn KeKe. Nhưng những cái tình huống bắn nhau thì có vẻ nhà Mekong hơi vội, đúng không? Brownie Fan di chuyển hẳn vào trong khu vực A3 một mình và không có nhiều sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội. TWOKAY đã làm rất là tốt ở bên phía phòng thủ mà chúng ta thấy được họ cũng không có quá nhiều những cái rối đậm nét từ những yếu tố chiến thuật. Lần này thì đang có những gói chất nổ được sử dụng tới từ vị trí của Ku, bay rất nhanh cùng với khẩu Stinger trên tay của mình. Biết được không đang phá cho mình lớp cửa này. Nhưng liệu có di chuyển qua nó sẽ làm tướng hỗ trợ flasher. Chính xác là như vậy rồi, một quả lựu đạn liên hoàn, họ đang muốn đẩy thẳng vào khu vực bom sai B, nhưng đây là một quả bom nano. Nó đủ để ngăn chặn đội hình các thành viên bên phía của Mekong nhưng không thể vượt qua được cái tên Ku. Bóng say bi đã lùm, vẫn còn Solaz ở đây nhưng lại bị đuổi về bởi con BoomBot. Vẫn đang nỗ lực đến từ vị trí Solaz nhưng các thành viên bên phía team Mekong Gaming đã chiếm được trái smoke này. 16 Chop đối đầu với Solaz, đây là cuộc đối đầu rất quan trọng vì 16 Chop sẽ mở ra một cung đường di chuyển mới dành cho các thành viên bên phía team Mekong Gaming. Phạm vi đứng là rất nhiều, còn với bên phía team 2K thì Yu đã là người mở điểm lấy được 3 của KeKe. Quả phạt tốt và đã double kill ra cho vị trí Hie. Vừa sáng có 1, Yu bắt đột vị trí 16 Chop và đây vẫn là round thi đấu chiến thắng dành cho 2K. Một round thi đấu mà bên phía team Mekong Gaming lợi thế 5-3, chiếm được hoàn toàn khu sai B. Nhưng chúng ta thấy rằng bên phía team 2K cũng đã có những pha line up khiến cho Mekong Gaming thực sự là bó tay. Và chúng ta sẽ cùng xem lại những tình huống bắn tới từ cả cái tên Hie cũng như là Yu. Mỗi người làm 2, Versace làm nốt mạng cuối cùng. Hãy cho Kobe 10 điểm nha. Round vừa rồi thì các thành viên bên phía của Mekong Gaming họ cũng đã force buy như những gì mà chúng ta đã nghe được trong cái đoạn hội thoại vừa rồi của 2K. Và do đó thì ở round thi đấu bonus đáng nhẽ ra nó sẽ là một round thi đấu đầy đủ súng ống, nhưng có vẻ như Mekong họ sẽ phải thọt đi khá nhiều. Một cái technical ball xuất hiện và trong thời điểm đó chúng ta sẽ cùng điểm qua về những lượng trang bị bên phía của Mekong đi. Họ có những khẩu Serip, họ có giáp 1 và chỉ duy nhất một mình Ku là người hero Bulldog. Và Ku sẽ sử dụng đến 2.950 điểm credit để up trang bị và tân trang vũ khí ở trong round thi đấu thứ 3. Chỉ là một khẩu súng lớn duy nhất thôi, nhưng có vẻ là Ku cũng đã bắt đầu refund lại khẩu súng vừa rồi để up theo những người đồng đội của mình rồi. Rõ ràng là một người up thì sẽ không có quá nhiều những cái gọi là cái tỷ lệ thành công, nó sẽ rất là khó, đúng không? Đặc biệt là ở phía bên kia truyền tuyến chúng ta thấy được đội bên phía 2K họ up gần như toàn bộ những lượng giáp lớn cũng như những khẩu Vandal rồi. Nếu mà nói với khả năng bắn hero thì không có nhiều đặc vụ làm được điều đó. Kể ra thì có những đặc vụ như cả Reyna, Jet hay là Chamber thì khả năng bắn hero mới thực sự là hiệu quả. Và đương nhiên rồi, Ku sẽ trở lại với những khẩu súng lục. Một round thi đấu H3 để cho thành viên bên phía team Mekong Gaming vẫn là thác đổ để chiếm hoàn toàn khu vực A lobby, nhưng 60 Chop thất bại trong tình huống bò trườn ở khu mid. Dù bắn tay là tương đối to và thậm chí là dù có khả năng teleport về khu sai C, bắn kẹp cùng với người đồng đội của mình. Hie ở khu trong sai thì đang bị quay một quả nét bay thêm tham đến từ Hie, nhưng trái phạt đang là tương đối trắng và Hie phải nằm xuống dưới họng súng của Ku. Một khẩu Vandal dành cho các thành viên bên phía team Mekong Gaming. 4 vs 4 lợi thế chắc chắn nó vẫn đang thuộc về cái thành viên phía của TWOKAY rồi. Họ chỉ cần chơi một bài retake thật là chuẩn chỉ mà thôi. Versace sẽ phải chơi những cái đồng đội của mình. Trên người của anh chàng này như đã thấy không còn bất cứ một điểm utility nào cả. Họ biết là Brownie Van đang ở đâu. Không biết là thông tin về anh chàng Ku có không đây, nhưng Solaz có được cái tên Ku rồi, biết được Brownie. Chạy kiểu gì đây Brownie ơi, phạm vi di chuyển gần như là con số không tình huống này. Một quả bóng khói spam là tốt tới từ Versace, chỉ còn lại cái tên Sơn KeKe mà tôi cũng không thể qua mắt được cái tên Kong. 3-0 dành cho thành viên bên phía của TWOKAY. Không quá khó, họ chỉ mất đi một mình anh chàng người máy KO mà thôi. 3-0 rất nhanh chóng dành cho các thành viên bên phía team 2K. Phải nói rằng retake rất chậm rãi cũng như là cẩn thận đến từ 2K, họ check lại từng góc thi đấu một. Và cho dù đánh rơi mất một khẩu Vandal nhưng nó không quá khó khăn đối với các thành viên bên phía team 2K trong công cuộc thu hồi lại nó. Nhưng đây mới là thời điểm mà Mekong Gaming chứng tỏ tại sao họ pick map thi đấu này. Một round thi đấu full buy đầu tiên bên phía tấn công. Với một lineup có hai controller trong đội hình thì Omen cũng như là Harbor sẽ giúp cho các thành viên bên phía team Mekong Gaming lấy được rất nhiều phạm vi di chuyển. Đặc biệt là những gì mà anh chàng Sơn KeKe đã làm ở khung sai A chúng ta đã thấy. Nhưng thời điểm hiện tại thì có vẻ như họ đang muốn di chuyển ngược ra áp lực thêm cả khung sai B cũng như là khung sai C. Khung sai A thì vẫn có một trái smoke. Bên phía team 2K bắt buộc phải giữ vững đội hình của mình. Cả ba side đều có tín hiệu của địch và bây giờ thì sao đây? Dù biết đối phương đang ở rất gần rồi nhưng đấy sẽ là một cái stun và dù bắt buộc phải lùi lại. Tạm thời khu sai B đang được chiếm ở các thành viên bên phía team Mekong Gaming, nhưng mù trắng xóa dù vẫn bắt được vị trí của KeKe. Lợi thế hơn người là có thêm lượng đồ hỗ trợ đến từ vị trí Hie nữa. Khu sai B tạm thời vẫn đang là an toàn. Còn ở khu sai A thì Mekong Gaming vẫn đang chờ đợi Ku clear lại cục A3. Và sau khi con BoomBot này tạm thời thì cũng có thể di chuyển được đi. Nhưng ở khung trong sai thì bên phía team 2K quyết định là bỏ rồi. Một quả lựu đạn nó tự làm ngáng đường các thành viên bên phía của Mekong. Nhưng ý định từ đội hình 2K vẫn sẽ là một bàn chơi retake. Lộ chỏng đầu của mình rồi. Có lẽ là hơi vội vàng tới từ cái tên Kong. Móc máy là tốt tới từ Chu này. Bắt được vị trí của Chop. Biết ở khu vực tree có người. Cú lộ họng súng trước nhưng tay vẫn là quá to. Kích quật ngay tên lửa hạ màn và đó là tình huống chết kill dành cho cái tên Ku. Triple kill rồi, những người đồng đội chỉ cần làm nốt phần việc còn lại mà tôi. Lộ ra thông tin của mình, Versace chỉ biết được một người nhưng không biết được rằng họ có đoán được nốt cái tên Sơn KeKe ở đây hay không đây. Bắt đầu clear side, dạt vào nào, một người nằm xuống, 1 vs 1 và tiếp tục là chiến thắng cho 2K. Chiến thắng vẫn gọi tên các thành viên về phía team 2K. Và Mekong Gaming chưa thể mỉm cười sau round thi đấu vừa rồi, cho dù những gì mà Ku đã làm được phải nói là cực kỳ nỗ lực. Quyết định nằm xuống kéo theo 3 thành viên về phía team 2K, nhưng đó có vẻ như vẫn là chưa đủ. Lại đến một technical foul, nhưng chúng ta thể thấy rằng bên phía team Mekong Gaming cảm giác như họ không thực sự là có những cái sự liên kết với nhau. Khi ra thi đấu vừa rồi cũng chỉ có một mình Ku gọi là tỏa sáng cá nhân mà thôi. Ku làm tới 3. Brownie Van cũng đã có một tình huống bắn tốt, chỉ tiếc rằng Sơn KeKe lại không có một pha giặt và trade dành cho Brownie. 4-0 trắng dành cho các thành viên bên phía của 2K. Và ngay lập tức chúng ta đã xuất hiện một cái technical bounce. Round thi đấu vừa rồi thì Mekong Gaming cũng đã tiêu tốn 2 cái ultimate tương đối quan trọng. Một cái hạ màn đến từ vị trí anh chàng Ku, thêm cả ultimate đến từ Harbor trong tay của Sơn KeKe nữa. Bây giờ họ sẽ chỉ có một cái cầm chân đến từ vị trí 16 Chop. So sánh với bên phía bên kia thì Solaz cũng có ultimate tương tự, thậm chí là họ còn có thêm cả trạng thái null comment đến từ vị trí Hie. Nãy giờ thì với lineup có 2 Sentinel thì chúng ta vẫn đang thấy 2K chắc chắn trong công cuộc thủ sai. Ở khu sai C thì là một giải đồ đến từ đặc vụ Qjoy. Ở khu sai B thì Du luôn luôn sẵn sàng với những tình huống teleport hỗ trợ cho những người đồng đội. Có thể thấy rằng tạm thời lượt thi đấu first half mình vẫn nghĩ rằng sẽ là một tỷ số có lợi dành cho 2K mà thôi. Nhưng sang bên phía tấn công thì một đội hình có 2 Sentinel cũng sẽ khiến 2K gặp một chút khó khăn. Nhưng quan trọng rằng Mekong Gaming liệu họ có thở được đến second half hay không? Họ sẽ có bao nhiêu vốn sau khi kết thúc 12 round thi đấu đầu tiên? Nhưng lần này là một pha đấu súng sớm ở khu vực Omen, cấu đi một chút máu đến từ các thành viên bên phía team Versace. Nhưng quan trọng rằng Sơn KeKe đã phải nằm xuống. Một viên Operator rất lạnh lùng đến từ vị trí ở Dù. Đây là điều mà các thành viên bên phía team Mekong Gaming đã không gặp trong 4 round thi đấu đầu tiên. Và ngay khi khẩu ốp được lên thì Dù đã bắt đầu chứng minh cái hiệu quả của mình. Cầm chân được kích hoạt gần như ngay lập tức. Mekong thực sự rất cần cái cầm chân này để họ có thể di chuyển được vào khu vực vòng xoay B một cách dễ dàng hơn. Nhưng Công cũng đã biết được đường vào như thế nào. Nó sẽ là một cái Paranoia để hỗ trợ cho những thùng chơi retake. Quả liệu đạn đã phá hủy đi được một cái điểm trước cuối. Spy cũng được đặt thành công. Và đội hình bên phía Mekong họ sẽ rút lui về hoàn toàn để cho post plan trong pha này. Ập vào như thế nào đây? Dù bắt đầu kéo vào của mình rồi, mở đầu combat là liên tục những điểm kill dành cho các thành viên bên phía của 2K. Nhưng Mekong cũng đã có những pha trade kill tốt, lợi thế hơn người đang thuộc về các thành viên của 2K. Duy nhất một cái tên Sơn KeKe ở khu vực main đã lộ thông tin của mình rồi. Sơn tiếp tục tỏa sáng nhưng chỉ là con số 1 mà thôi. Vẫn là 5 không trắng dành cho các thành viên bên phía của 2K. Mekong Gaming họ đang gần như là vụn vỡ hoàn toàn sau những round thi đấu đầu tiên. Có thể thấy rằng 2K rất bình tĩnh. 5 round thi đấu trôi qua, nếu như em không nhầm thì như là đầy đủ cả 5 round thi đấu Mekong đặt được Spy đúng không? Họ đặt được Spy nhưng mà team 2K thì lại có khả năng retake tương đối là tốt. Di chuyển cùng nhau, đổi mạng cực kỳ khéo đến từ các thành viên bên phía team 2K. Bây giờ Mekong Gaming lại yếu tiền rồi, sẽ vẫn chỉ là half buy mà thôi. Sơn KeKe sau 5 round thi đấu đầu tiên ăn chay thì có vẻ như đang có một vài những cái tín hiệu áp hơi cục. Một đặc vụ Harbor giáp 1 Vandal không một kỹ năng nào cả ngoại trừ kỹ năng E của mình. Và để xem là Sơn KeKe với việc Hero 3 như thế này thì sẽ lên được bao nhiêu điểm hạ gục trong round thi đấu thứ 6 đây. Những người đồng đội còn lại chỉ là những khẩu súng Serip. Còn với các thành viên bên phía team 2K thì chúng ta thấy một cái sự linh hoạt trong khâu di chuyển đội hình. Đặc vụ Chamber ra thi đấu này đã về đến khu sai A. Và Solaz thì vẫn mang nhiệm vụ hỗ trợ cho cả B cũng như khu sai C. Một vài tình huống nhá bết. Hie đang cố gắng giúp cho Du không bị chú ý đến. Còn ở khu sai B thì sao đây? Tay công địch đồng có được cái đầu của Brownie Van. Quả Spy cũng rơi. Nhưng các thành viên bên phía team Mekong Gaming, quan trọng là Chop cứ đi một đường thẳng em ơi. Không ai biết đến vị trí của Chop cả. Công chỉ bắt được cái tên Brownie thôi, không hề để ý đến sự xuất hiện của Chop. Tuy nhiên trong khu vực bom sai thì có vẻ như Solaz cũng đã có những tình huống bắn tốt. Vậy là tình huống di chuyển của Chop sẽ không đem lại quá nhiều lợi ích dành cho các thành viên bên phía của Mekong đâu. Chop hoàn toàn bắt được một cái tên ở khu vực bom sai B. Đúng vậy, bắt được rồi. Mở đường nhưng vẫn còn Công. Bắn quá tốt đi thôi 2K ơi. Và 5 thành viên của họ đều đang bắn cực tốt. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta đang có một tỷ số 6-0 trên chính cái map pick của các thành viên Mekong. 6-0 và có vẻ như các thành viên bên phía team Mekong cũng không mong đợi rằng đối phương sẽ bắn tốt đến như vậy tại map thi đấu này. Đây cũng là một bản đồ mà vị trí 16 Chop không phải là người sử dụng duelist chính bên phía team Mekong Gaming. Chỉ là một đặc vụ thiên hướng hộ vệ Sentinel mà thôi. Nên những gì mà 16 Chop có thể làm được bên phía tấn công, đóng góp cho bên phía team Mekong thực sự không phải nhiều. Nhưng đến với round thi đấu này, đấu súng diễn ra rất sớm và sạc cố một trước khi phải nằm xuống. Các thành viên bên phía team Mekong Gaming họ ép rất gần rồi. KeKe đi qua bức tường slow này và đã bị phát hiện. Thêm một cái thác đổ đến từ vị trí Harbor nữa. Và liệu có muốn đi qua đến từ vị trí 16 Chop hay không đây? Hie cùng với 16 Chop nhìn thấy nhau sau khi hết tường thì Hie đã là người có phản xạ tốt hơn. Lợi thế là quá lớn, 4 vs 3 dành cho các thành viên bên phía team 2K. Và họ vẫn còn 2 ultimate để chơi. Nhưng bên phía bên kia Chúng ta có thể thấy rằng Brownie Van teleport hơi lộ một đá double kill dành cho Hie. Còn cũng có được bảo Sơn KeKe rồi. Và play số shot cuối cùng đang là vị trí của KeKe. Có đại địa chấn, nhưng trong tình huống 1v4 mà bị quay như này thì thực sự là hơi khó để có thể làm được gì thêm. Dù tặng được một viên Headhunter vào mặt, và đó sẽ là chiến thắng thứ 7 dành cho bên phía team 2K. Phải nói rằng 2K, chính xác hơn là Mekong Gaming, ngày thi đấu hôm nay đang bắn tương đối là nhợt nhạt. Chúng ta không thấy những cái sự liên kết đến từ các thành viên bên phía team Mekong Gaming. Hầu như đều là mạnh ai nấy lo mà thôi. Đều là những tình huống đấu súng chay hoặc muốn tạo đột biến. Nhưng 2K lại tỏ ra là tương đối bình tĩnh cũng như là cẩn trọng trong ngày thi đấu hôm nay. Mắc pick của đối thủ, nhưng 2K họ bắn như thể đây là mắc pick của mình vậy. Đơn giản là chúng ta có thể nhìn nhận theo một chiều hướng khác về phía của Mekong Gaming. Mặc dù là sự lựa chọn bản đồ thi đấu, nhưng Mekong chưa cho chúng ta thấy được một cái dấu ấn đậm nét nào cả. Lần này thì vẫn là tách lẻ đoàn đi từ từ vị trí của Ku thôi. Nhưng chú không khó để có được cho mình cái hạ gục này. 4 thành viên còn lại bên phía của Mekong họ đều đang chờ đợi những tình huống di chuyển vào, nhưng không thể vượt qua được cái tên này. Và đó là tay con Đinh Đông. Rồi thì viết ngắn gọn cái tên chỉ là Công mà thôi. Paranoia quá trắng rồi. Brownie Van sẽ phải rút lui về thôi. Vẫn muốn đẩy, Brownie không biết được. Sơn KeKe deny được một tình huống flawless win. Nhưng nó để làm gì khi đã là 8 hôm dành cho các thành viên bên phía của 2K rồi. Đúng là Mekong Gaming, họ rất thích thử thách vị trí của anh chàng Công. Nãy giờ thì liên tiếp là vào khu sai B để thử thách vị trí của Công mà thôi. Nhưng Công vẫn đang bắn quá tốt. Với đặc vụ Omen, nhưng Công vẫn đang là vị trí top frag ở trong map thi đấu lần này. Chúng ta hãy cùng nhìn pha dạt rất chất lượng đến từ vị trí của Công. Nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt các thành viên bên phía team 2K. Có lẽ là bản thân họ cũng sẽ không nghĩ về một cái thế trận có lợi đến như vậy. Bây giờ là Du bắt được vị trí anh chàng KeKe rồi. Một cái thác đổ nhưng không thể bảo toàn được hết về số lượng thành viên dành cho các thành viên bên phía team Mekong Gaming. Sai tham mình đến từ Ku, ngay lập tức phải nằm xuống. Vậy là lợi thế về người đã quá rõ ràng dành cho bên phía team 2K, đang là 5 vs 3. Mekong Gaming họ có 2 ultimate mạnh, nhưng với việc thua thiệt người nhiều như vậy thì có lẽ Mekong Gaming sẽ để dành cho ra thi đấu sau. Versace bắt được 1, dù làm đôi, và có vẻ như tỷ số vẫn sẽ là 9-0 mà thôi. Mekong Gaming vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng đầu ở round thi đấu đầu tiên tại map thi đấu này. Cá nhân mình thì lại đang sợ sẽ có một trận thi đấu 13-0 đầu tiên. Cái bất ngờ đấy nó lại đến từ một đội tuyển như Mekong. Mekong rất vất vả để có thể giành được một chiến thắng ở trận thi đấu trước. Và ngay sẽ bắt đầu trận thi đấu mà này thì anh thấy không, kiểu bên Mekong Gaming họ thua thông 9 round nhưng mà cái tổng lượng frag của họ vẫn đang tương đối thấp ấy. Họ chỉ có 15 frag trên 5 player sau 9 round. Đây thực sự là một con số để thấy rằng bên phía team 2K Gaming ngày thi đấu hôm nay họ đang vào tay đến như thế nào. Những tình huống đấu súng, những round thi đấu kết thúc thường sẽ là 2K flawless hoặc chỉ rơi dụng đâu đó 1 đến 2 người mà thôi. Còn tại round thi đấu này hỗn chiến của Qjoy là có, nhưng lại một lần nữa thác đổ không giúp các thành viên bên phía team Mekong Gaming thoát được khẩu Operator trong tay của Du. Mất đi vị trí ở KeKe. Một ini rất quan trọng và Ku đã phải sử dụng cho mình ultimate để vào được Ku trong side. Nhưng bây giờ thì cái hạ màn không phát hiện được bất cứ ai cả. Vợ sạc có 1 rồi. Người bị bắn yếu tiếp theo đó là vị trí Ku. Và bây giờ thì cố gắng di chuyển vào thẳng khu spawn đến từ các thành viên bên phía team Mekong Gaming. Nhưng chắc chắn là 2K sẽ kể lại. Quan trọng là Ku đổi được mấy đây. Ku không đổi được ai cả, đồng nghĩa với việc Brownie Van cũng phải đi luôn. Và 1 phút 5 giây, chỉ còn lại một mình vị trí Sơn KeKe với một khẩu Bulldog mà thôi. Thực sự là một điều mà chúng ta không muốn nói tới, đó chính là các thành viên bên phía của 2K đang áp đảo hoàn toàn đội hình bên phía của Mekong Gaming. Đây thực sự là một thế trận một chiều đúng nghĩa. Đúng, lại flawless. Bên phía team Mekong Gaming họ lại ăn chay. Chúng ta đều biết là Mekong không phải là những cái tên quá dễ dàng để bị bắt nạt. Chúng ta có Ku, chúng ta cũng có Brownie, một người cũng đã tham gia rất là nhiều những giải thi đấu chuyên nghiệp rồi, mặc dù không phải là một player quá ấn tượng đúng không, nhưng cái kinh nghiệm thì chắc chắn là nhiều hơn so với đội hình bên phía của team 2K, gọi là dày dặn hơn một chút. Và những cái tên còn lại nữa, từ Sơn KeKe, một player có frag phải còn nó thấp nhất trong các thành viên phía team Mekong đi, nhưng cũng đã có những thủ clash rất là tốt ở trong ván thi đấu trước. Lại là dù lại là một pha mở điểm tốt, lần này Ku lại là nạn nhân. Ultimate đến từ vị trí 60 Chop vào thẳng khu side B. Dã tâm đến từ các thành viên bên phía team Mekong Gaming là có, nhưng quan trọng rằng họ sẽ mất bao nhiêu người trong tình huống di chuyển vào đây. Một Paranoia để có thể câu giờ. Chúng ta thấy rằng bên phía team Mekong Gaming họ di chuyển rất chậm rãi. Bây giờ người di chuyển đầu tiên vẫn đang là 60 Chop. Không có giáp đến từ 60 Chop nhưng vẫn kịp đổi một. Chu kết thúc được một nữa. Một đây là triple kill dành cho Chu. Quadra kill dành cho vị trí anh Chu rồi. Liệu có phải một tình huống A hay không đây? 60 Chop đổi 3 nhưng thế chậm vẫn đang là khó. Sơn KeKe tận dụng ultimate của mình để lấy thêm phạm vi di chuyển, nhưng đây là A dành cho Yu. Điểm danh đủ 5 mạo của CB. Yu quẩy quá khéo. Anh nói với em là Yu sẽ là một phiên bản mới của Ficho 2023. Giờ có lẽ là chúng ta đã có một cái nhìn nó chân thực hơn về tài năng trẻ này. Và đó là lý do tại sao mà mình đánh giá rất là cao cái tên Yu, một trong top 5 người chơi có những điểm chỉ số ACS cũng như là KDA tốt nhất ở trong tuần thi đấu đầu tiên của Challenger Split One ở khu vực Việt Nam. Tôi không sai đâu, 17 frag, 3 lần nằm xuống, một cái acid tới từ cái tên Yu. Và với cái operator của mình thì có thể nói Yu đã hủy diệt hoàn toàn các thành viên đội phía của Mekong Gaming, những người xứng đáng được gọi là đàn anh của Yu ở trong đấu trường thi đấu chuyên nghiệp Việt Nam. Những lời có cánh của Caster Linux dành cho tài năng trẻ Yu. Và tại round thi đấu cuối cùng của lượt first half này thì cá nhân Yu cũng đang ở khu vực side C, có vẻ như không gặp người đâu. KeKe bắt được vị trí Versace rồi, nhưng tín hiệu khởi sắc hơn rất nhiều tại nhóm các thành viên bên phía team Mekong Gaming vào được khu side A. Nhưng các thành viên của 2K Gaming thì họ vẫn đang có một cái null comment đến từ vị trí Hie để có thể câu thêm thời gian. Và bây giờ sẽ là retake 4 vs 5. Một trái flash đẹp đến từ vị trí Hie, nhưng nó vẫn chưa có được một cái hiệu quả nhất định. Và vị trí ở KeKe thì đang cầm sẵn cho mình ultimate nhưng đã mất trong đoạn thi đấu này rồi. Thậm chí là không được sử dụng đến từ vị trí ở KeKe. 60 Chop đổi mạng cho người đồng đội của mình. Vẫn đang là lợi thế có lợi dành cho bên phía team Mekong Gaming. Nhưng tay công đình đồng vẫn chưa qua được họng súng của QG. Dù bắt được một. Và lần này thì 60 Chop đã có đồi, nhưng 60 Chop cũng phải nằm xuống. Hie làm đồi và chỉ còn lại một mình vị trí chặt Ku với chỉ một khẩu súng Serip mà thôi. Quả spy sẽ được gỡ bởi Yu và sẽ là round thi đấu chiến thắng thứ 12 dành cho bên phía team 2K không đây. Bắn không kết thúc được địch và 12-0 dành cho 2K. 2-0 cho 2K. Hủy diệt. Cái gì vậy? Tàn là như thế đấy. Đổi sai. Và cũng là cái thời điểm tiếng match point vang lên thì chúng ta đã biết rằng bên phía team Mekong Gaming họ toang đến như thế nào. 1-12 dành cho Sơn KeKe, 2-12 dành cho KeKe và 2-12 cũng là dành cho Brownie Van. Vậy là bộ đôi KeKe của chúng ta đã không thể tỏa sáng được giống như trận thi đấu trước nữa rồi. Ai cũng nằm xuống đủ 12 lần đến từ các thành viên bên phía team Mekong Gaming. Phải nói rằng 2K với một line-up có 2 Sentinel thì họ sẽ gặp đôi chút khó khăn khi sang bên phía tấn công. Đó là những gì mình đã nhận định, nhưng với việc cách biệt là 12 round thì mình nghĩ rằng sẽ không quá khó để 2K Gaming, họ chỉ cần thắng đúng thêm một round nữa đâu. Nỗ lực đột biến đến từ vị trí Yu nhưng không thành công. Lùi lại rất đơn giản và họ đang muốn bách ngược lại về khu side B cũng như khu side C. Versace đã thu hút được A làm bot. Bên phía team Mekong Gaming thì cũng đang di chuyển đội hình, có thể nói rằng thiên về khu vực A-Link nhiều hơn. Cả 5 người ở khu A-Link cũng như là khu side B. Và tạm thời thì bên phía team 2K vẫn chưa lộ rõ ý định của mình là đi đâu. Vẫn đang chỉ là kê đẩy đến từ bên phía team 2K mà thôi. Là một người khả quan, tôi tin vào kết quả 12 đều để đến với OT. Phải cần có một điều gì đó củng cố thêm cho niềm tin này. Có vẻ như người bị đau hơn lại là các thành viên bên phía của Mekong. KeKe rút lui với chỉ 10 máu trên người của mình. Chỉnh lại ghế rồi, ngồi cho tử tế ngay ngắn nào. 2K bắt đầu bước chân được vào khu vực Busesi, nhưng đây là một cái turret tốt tới từ vị trí của Chop. Chop có thông tin, biết được có những người đi qua. Một quả lựu đạn được trả ra để ngăn chặn phạm vi di chuyển bên phía đội phòng thủ. Nhưng Brownie không vượt qua được Versace. Mất đi một người. Một người yếu máu. Bom sai bị mất. Chop lại còn liên tục bị spam vào nữa. Ui, nhìn lượng máu Mekong thực sự là khó. Một người 10, một người 22 máu. Nhưng Sơn KeKe đã lên tiếng với mạo của Versace rồi. Nhưng đây là một quả spy rất đẹp về khu vực C long. Dù ở khu trọng sai thậm chí đổi được người khỏe máu đó, City Chop, hai player yếu máu trước mặt, nhưng dù vẫn chưa có những viên đạn chính xác. Bây giờ dù mới lên tiếng thì KeKe cũng như Sơn KeKe đều có mạng rồi. Triple kill dành cho Sơn KeKe. Lên số sắp cuối cùng đang là vị trí ở công và đang ghost by. Đối phương biết rằng công ở đây cũng có được một đầu của Sơn KeKe và KeKe chỉ còn lại một chấm máu. Chiến thắng là đây dành cho bên phía team 2K. Quả spy quá đẹp, một quả spy bắt buộc phải ngồi để gỡ, và đó là 13-0 dành cho các thành viên bên phía team 2K. Không có một round thi đấu danh dự nào. Hay cộng 5 điểm cho mọi đứa luôn, tại vì mình thắng trên map pick của người ta. Mình thắng trên map pick của người ta thì đúng thật, đây là map pick lại thua 13-0 lần đầu tiên tôi thấy ở trong. Thật ra thì luôn à, không phải là xa, không phải là gần ra, bọn mình cũng không phải là những caster nó quá là kỳ cựu đâu, nhưng cũng là những người đi cùng với cả Valorant từ những ngày đầu tiên và đến ngày hôm nay đã cast ít nhiều cũng là phải tính với hàng trăm trận đấu rồi, cả trong nước ngoài nước và thậm chí là cả bán chuyên cho đến những cộng đồng nhỏ hơn. Đúng. Những lần đầu tiên mình đã thấy một trận thi đấu mà đội tuyển pick một map đầu tiên và thậm chí là được đánh giá cao hơn. Đúng. Lại thua trắng 13-0 và có những nhân tố mà đã từng lọt vào trong top 3 của VCT Việt Nam thì thực sự là đúng là Mekong, thứ nhất là Mekong đang đánh mất chính mình. Có lẽ là họ đã bị ngợp ở giai đoạn đầu tiên, các thành viên bên phía của TWOKAY nhập cuộc quá nhanh, và thứ hai là TWOKAY đã bắn quá hay thôi. Thì đơn giản là ngày hôm nay những cái tên như Du, Công rồi tất cả những thành viên còn lại, Solaz, Jet, tất cả mọi người đều bắn quá chuẩn chỉ. Và thêm một lần nữa chúng ta thấy được Lotus vẫn là một map thi đấu cần thêm thời gian để nghiên cứu. Ít nhất là thời điểm này chúng ta chưa thể tự tạo ra được chiến thuật rồi thì chúng ta có lẽ nên để nó sang một bên và chờ những đội tuyển mạnh hơn trên thế giới, đặc biệt là những giải thi đấu VCT Login nó vẫn đang thi đấu ở Brazil đúng không? Thì đây sẽ là cái cơ hội để cho các đội tuyển lớn hơn trên thế giới họ thực hiện nhiều hơn những cái tactic ở trên map thi đấu Lotus, và sau đó chúng ta sẽ học hỏi, chúng ta sẽ copy và chắt chiu lại những cái tinh hoa nhất. Chứ nếu như mang một bản đồ thi đấu mới như thế này ra thi đấu rồi sau đó thì lại không để lại một dấu ấn đậm nét gì, thậm chí lại còn có một cái điểm trừ nó khá là lớn vào cái màn trình diễn này, thì hy vọng là Mekong sẽ có được, mình nghĩ là những cái map thi đấu sau thật là bùng nổ hơn nữa. Đây có thể coi là một cú sốc đầu tiên nhưng không sao. Với các tuyển thủ chuyên nghiệp thì họ có thể chấp nhận một đánh đổi. Đằng nào thì 13-11 hay là 13-0 cũng là một trận thua. Chắc chắn như vậy rồi. Chỉ mong rằng sau cái thất bại 13-0 này nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý của các thành viên bên phía team Mekong Gaming tại map thi đấu thứ hai thôi. Nhưng trước khi đến với map thi đấu thứ hai thì chúng ta sẽ cần nghỉ ngơi trong ít phút trước khi trở lại với bản phân tích.